trong cuộc sống con luôn cảm thấy sợ hãi hay mỗi lần người khác nói xấu con con lại nghĩ đến đức thế tôn để quên mọi lo lắng nhưng khi con không nghĩ về đức thế tôn mọi chuyện lo lắng buồn phiền lại hiện ra trước mặt con thỉnh thoảng con có nghĩ việc thiện mình làm để quên đi nhưng chỉ được thời gian ngắn xin sư cho con lời khuyên để con giải quyết vấn đề này thì nó đơn giản lắm quý vị thì tiếp tục nghĩ thiện thôi nếu tại vì cái tâm của mình ấy ờ, nó chỉ có ba trạng thái ha, thiện bất thiện vô ký nhưng mà thường cái thiện và cái bất thiện là nhiều cái vô ký nó hiếm lắm thành ra khi mà tâm mình không nghĩ thiện thì tự nhiên tâm nó nghĩ ác nha mà sư nhớ hình như là cái câu này nó có trong kinh thì phải khi mình không nghĩ thiện thì mình nghĩ ác khi mình không làm thiện thì mình làm ác nha yeah. à đó hãy gấp làm việc lành đó đấy à, cho nên là chỉ có một lời khuyên thôi là nếu mà muốn hết buồn phiền muốn hết những cái suy nghĩ tiêu cực thì ráng tích cực suy nghĩ thiện ráng tích cực thành thiện ráng tích cực như ở đây là tùy niệm phật thì chỉ có cách đó thôi nhé yeah. <laughs>